Trưa ngày 30 tháng 6, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ một nam sinh rơi lầu trong ký túc xá, tử vong lúc sáng sớm. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, bảo vệ của tòa nhà C1 trong ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, nghe một tiếng động mạnh ở phía sau tòa nhà. Khi chạy đến kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên nằm chết tại đây nên nhanh chóng trình báo. Nhận thông tin, Công an thành phố Dĩ An có mặt phối hợp cùng ban quản lý ký túc xá tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua đó xác định danh tính của người tử vong là anh Nguyễn Việt Tê, tên viết tắt, 23 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu, là sinh viên trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, sống tại tầng 7 của tòa nhà. Đến trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm được hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân hiện đang được điều tra làm rõ.